Bên chị có bón trị thâm nữa hả chị? Em có dùng trị mụn chưa? Chưa. Em bị thâm nhiều hơn á. Không, em bị mụn, cả bị mụn cả bị thâm nhé. Thì em dùng cái trị mụn trị thâm với chị đó, là nó vừa trị mụn vừa trị thâm luôn này. Hậu đó 170 em thì. Cái thuốc bán hả chị? Đúng rồi. Em chưa dùng lần nào đúng không? Chưa. Em không sợ. Tối nay ở nhà đi, đừng đi đâu nữa. Ngày nay ngày xui. Ừ. Ý nói chuyện đừng đi đâu. Tôi chị Loan hơi linh đó nghe. Chị Loan tâm linh lắm đó. Ngày hôm nay thì sòn 23 à? Thầy phán lần bà về mà nhập bà phán à. Thì sòn 23 à? Không, nói chung là ngày nay chị thấy chị không bình thường á. Kiểu như người chị hơi bị nóng á. Hơi nổi điên. Nên là ngày nay nhiều khi cái không tốt về người không dễ nóng hơn. Nghe chị sẽ nghe. Rồi, ok. Năm ngoái đó bị một vụ là thấy cho chị xí bông nước muối vậy ơi. Bị mặt khách có vấn đề đó. Hôm nay bên 149 135. 135. Sớm nữa chứ. Nhàn như đồ lam rồi phải không? Nhàn lớn. Ừ. Cảm giác sợ. Không, do ngày nó trúng ngày rằm nữa. Kiểu như khách không có nữa, ngày nó không có khách luôn. Ừ, chị khổ dễ sợ luôn. Mặt nó làm cho chị là lần đầu tiên có cái gì trong quán mình có việc. Chú chị thằng gọi khán thôi. Alo. Alo. Dạ. Rồi vô đi, vô đi. Cả đám xe không có ai. Anh đã phá nút rồi. Em coi chỗ nó em bao tem chị cái xí gì làm. Vẫn đăng cái bên kia đều đều đúng không? Dạ. Kệ đăng cho vui cái kia em được. Ừ. Tao có đăng đường 600 thằng đăng thứ tư. Ừ. Đăng đều là bạn khó chứ thằng trước đâu là không đăng có. Ừ. Vài thằng như vài ba thằng như rút ra được. Bé những khậy quá anh thầm trời. Nhưng mà video hay thì cho vào đâu cảnh hết. Ừ.
trung trung thì mình để lại. Cục này mà nặng nó muỗng lâu rồi nè, nhưng cũng đã con đi chơi rồi dọn những đồ là cái đâm cái hồ chứ là chị nhỉ, nó bị biển hả? Cái này là dạng như là nước lợ đây, à nước lợ là nước cửa biển, nước lợ mà hắn là thuộc dạng là giống như bên chỗ chỗ mình ăn chỗ lăng cô đó, chỗ nước nó cũng gần biển đó, nước lợ đó, không phải nước ngọt cũng không phải là ấy. Thầy có sọng gì vậy? Nhưng mà nước nó không sạch, nước nó dơ. View thì được, view đẹp. Họ tìm hiểu rồi, họ kiểu như là view viết rồi rồi. Chỗ nó họ đi cũng nhiều, mà chị thấy nó cũng bình thường. Giờ mình đi mấy chỗ đẹp quá rồi, thấy lạ thôi. Nhưng mà chị thích kiểu biển ha. Biển nó mát hơn. Em đi bữa mà chị dẫn đi, đi ít người ha, gia đình mình ha. Thì cả Tích, Tòa Hà với chị có 4 người đó, 4-5 người đó, đi một xe thôi. Bữa về là chứ không có đi nghỉ nhiều ngày, đi nhiều người cũng vậy, đi cả nếu người gọi là nghỉ dưỡng, còn đi đi hành sót à. Nhưng mà cũng vui, đi đông thì vui. Mình vừa rồi ông bà đi hả? Bán chị em? Ông Vĩnh chứ đâu, ông đưa bàn đi. À, do Duy là làm bên nhà nước á. À, không được đi. Còn mấy thằng được rửa bên đây thì toàn là làm tự do, nên đi được. Mà anh nào đó, anh nào là bên kiểu con gái hơn không? Là bên con con gái đó. Thì vợ mà à. Làm vợ mà bị hôn con gái nào được, khi nhìn nhìn thì là mình vẫn dễ phân biệt ra hả? Được, hệ mình đi biết rồi đó. Ai nhìn rồi ăn, cảm ơn chung không? Chị chẳng để ý mấy, nhiều việc quá để ý gì nữa. Ngồi trong bàn với em, ngồi rất xa. Nhìn thầy ngồi trước ăn nó cười lắm. Tôi thấy cái ông nam đó, xong cái đưa qua ông đi ăn, cái ông kia ăn, cái hai cái đưa qua đưa lại cái phòng tôi mày nữa. Vì sao dẫn đi Laguna? Chị đi nhiều thì sợ rồi, nhưng mà chị thích Laguna nhất. Tùy ở Huế luôn á, nhưng mà hắn
có biển nè. Như là nằm sao nghe mà nằm sao nữa. Cũng nằm sao, có hồ bơi đà, dài nhất Đông Nam Á. À. Ừ. Dài nhất là biết rồi. Có đó sân gôn, sân đồ luôn mà, nằm trong đó luôn. Nó chở mình đi xem tham quan. Cái nó biệt lập mà. Nó không có chung với ấy, một khu biệt lập luôn. Hiểu không? Nó đi vô núi xong nó ra đường biển. Nó là biển, nó gọi là resort mà đẹp lắm. Của thằng nào đâu tự đó? Như chị không biết nhưng mà nó có cả nước ngoài, nước đồ nhiều lắm. Cái nó tập đoàn luôn mà, theo kiểu nước ngoài mà. Chắc là nước ngoài đâu tự. Cũng nước ngoài. Cái sân gôn nó là nhiều người vô lắm, nhiều người nổi tiếng vô lắm. Laguna, sân gôn nữa. Laguna là Asana nữa, nó nằm trong Laguna, nhiều lắm. Mình sẽ đi tham quan được tất cả. Mỗi khu nó cũng rẻ lắm. Chia ra nhiều hàng, một nhiều đô, nhiều cái đó. Nói chung là chị đi lâu rồi, nhưng mà chị thấy ok. Buffet cũng ngon. Không biết giờ trời răng rồi, nhiều khiến đổi với chủ nó sẽ khác. Không đổi mà không bán à. Nhiều khiến bán qua dịch giả nên không bán qua cái. Giờ nó nhà hàng Mỹ Hạnh đó đó, ăn ngon mà sao nếu không ngon. Giờ không trồng được nó phải bán. Ráng mòn.